chị, hay là không có gì. Cha Ru, ra treo bảng đóng cửa đi, hôm nay nghỉ bán. Dạ. Trả tiền cho. Tiền cho. Cái gì vậy? Ở bên nhà có chuyện phải không? À đúng rồi. Mẹ với lại bà Hoàng Lan gây lộn đúng không? Ôi chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Có gì đâu mà anh giấu giếm, anh bực tức như vậy. Nè, nhưng mà quan trọng á là anh có tìm cách nào để cho những người đó không có cãi nhau chưa? Rảnh quá. Dạ. Ủa, vậy là sao? Anh rảnh quá anh mới đi quan tâm, mới để ý dòm ngó chuyện nhà người ta. Nhà người ta có gây lộn, nó có chửi lộn thì kệ người ta. Mua gì không? Ừ, không không. Mua thôi đi đi. Ủa, Tuấn Trung, sao tự nhiên hôm nay anh nói chuyện với tôi như vậy vậy? Sao mà tự nhiên được? Anh mà rảnh quá không có chuyện gì làm thì đi chơi đi, đi chơi trò chơi đi, đi đập dịch đi, đi chơi ưu tiên cho năm 10 của Hà này kia đi. Yêu đi chuyện nhà người ta. Có mấy giờ ôm cái đống tranh gì của anh đó. Họa sĩ, trời ơi, họa sĩ nửa mùa. Ồ, nửa mùa là sao anh? Là không hết một mùa đó. Họa sĩ dởm lắm. Đi. Có chuyện gì mà ông kêu tôi qua đây vậy? Bà có cái gì mà bà giận, bà bực bội, bà không vui? Hỏi đi làm gì? Thì tôi thấy bà giận, bà bực bội rồi tôi hỏi vậy thôi. Nếu bà có cái chuyện gì buồn mà giận thì bà cứ nói đi, tôi giải quyết cho. Nhảm nhí. Tại sao cái chuyện tôi giận mà mắc gì mà ông giải quyết là sao? Giỏi thì giải quyết chuyện nhà ông đi. Ngon giải quyết chuyện nhà ông nè. Đổi cái phòng vậy nè. Trời nóng vậy nè mà không có được cái máy lạnh là sao? Đừng nói cái máy lạnh, cái quạt máy cũng không có nữa. Cái này mới là bực bội nè. Ngọc Yến, Ngọc Yến nè, em qua nhà chị chơi nha, chị dạy phép thuật cho. Phép thuật của chị còn chưa học xong mà đặt đi dạy cho người khác. Mấy thứ phép thuật đó ai mà cần chứ. Ngọc Yến nè, nhà em có chuyện gì hả? Có thì sao, không có thì sao. Đi về mà lo chuyện nhà chị đi, đừng có tò mò nhà người ta. Thằng Lan, hay là bạn xin lỗi trước đi nha. Mắc mới gì tôi phải đi xin lỗi tụi nó chứ. Mình thấy ai xin lỗi trước cũng vậy mà, có sao đâu. Hay là bạn xin lỗi trước đi nha. Không, không có việc gì tôi phải đi xin lỗi tụi nó hết. Bạn cũng vậy, bạn đi về đi. Nhìn mặt bạn làm tôi khó chịu quá. Đi về đi. Thôi, mình biết rồi. Dạ thưa bà. Họ đã thay đổi thiệt rồi. Đó không phải là gia đình Hoàng Lan mà chúng ta quen biết. Phải rồi. Tấn Trung hả? Nó Ba Tấn Trung á, dữ dằn giống như là giang hồ vậy đó. Con cũng không thể nào nhận ra Hoàng Lan được nữa. Kệ cái Ngọc Yến cũng như vậy nữa. Bà của Hoàng Lan là cũng vậy. Cứ hãy mở miệng câu nào là nổi giận, là khó chịu câu đó. Thiệt là hết biết nổi. Không bao lâu nữa là đoàn kiểm tra tới rồi. Bây giờ phải làm sao đây?
vài ngày nữa sẽ có một nhóm giám sát xuống đây kiểm tra xem những báo cáo chúng ta về thế giới loài người có chính xác hay là không. Và nếu như những báo cáo chúng ta được xem là bịa đặt thì tất cả gia đình của chúng ta sẽ bị đày xuống địa ngục mãi mãi. Chuyện gì mà chúng lại giấu anh? Cái thế giới phép thuật có chuyện gì? Anh, hình như phái ma nữ có gì đó bất thường. Chúng nó bất thường nghĩa là sao? Em nghĩ là chúng đang có một âm mưu gì lớn lắm. Bởi vì chúng đã bị dồn vô đường cùng. Chứ anh nghĩ coi, tự nhiên không khơi khơi cử một nhóm xuống kiểm tra thế giới loài người để làm gì? Anh cũng nên sẵn sàng tâm lý. Trong trường hợp xấu nhất, phái ma nữ thì tấn công mình bất cứ lúc nào. À, anh cũng nên nhắc nhở tụi nhỏ nha. Dạo gần đây không có nhiều biến cố, cho nên em thấy tụi nhỏ hơi chủ quan. Nếu mà cứ như vậy thì phái ma nữ xuất hiện trước mặt tôi không nhận ra đâu. Ba đi đâu vậy bác? Bác. Bực ghê không? Giữa cái lúc dầu lạnh lửa tắt gì? Cực khỏe ta. À, bực ghê không? Giữa cái lúc dầu sôi lửa tắt gì nè, mà bà bỏ đi đâu vậy không biết. Không quan tâm con cá. Tôi qua ai tới ăn uống gì đâu mà bán hay không bán. Tôi tới để tìm Khoa Học Đen. Khoa Học Đen đâu? Khoa Học Đen, Khoa Học Đen hình như không có nhà. Không biết sao mấy ngày hôm nay loài người lại trở nên rất kỳ lạ. Không biết tại sao không? Không, tôi và cha cô cũng đang có niềm nghiêng về chuyện đó. Thật là tôi không biết. Tôi thì tôi nghĩ là không. Tôi tin cuộc. Chị Chi, em ơi. Có chuyện gì vậy anh? Kỳ lạ lắm. Không phải chỉ gia đình Hoàng Lan, không phải chỉ mấy đứa bạn Suri đâu. Em ra đường mà coi, bây giờ ai cũng muốn cãi nhau, ai cũng muốn đánh nhau. Cả đường phố Hà Nội loạn hết lên. Tất cả mọi người đều như vậy hả anh? Ừ. Ba. Ba ơi ba. Ba ở ngoài đường về, ba có thấy mọi người cãi nhau đánh nhau không ba? Kêu gì vậy? Xuống đi, xuống đi. Dạ. Dạ. Có lẽ là virus ma thuộc đã lây lan nhanh trong thế giới loài người nữa. Đó là loại virus mà xâm nhập vào cơ thể con người sẽ xóa đi những tình cảm tốt đẹp của con người. Nhưng mà ai đã phát tán loại virus đó vào thế giới con người hả ba? Chắc là đang có âm mưu gì đây. Kẻ phát tán virus muốn xóa đi những tình cảm tốt đẹp của con người để cho những báo cáo của gia đình ta thời gian qua là giả mạo. Vậy rõ ràng đây là một âm mưu nhắm vào gia đình của chúng ta. Chắc chắn âm mưu này phát xuất từ phái ma nữ. Không ngờ Hoa Hồng Đen lại làm ra chuyện này. Không phải, không phải chị Hoa Hồng Đen đâu ba. Có lẽ là do một nhà phép thuật nào khác của phái ma nữ thôi, chứ chắc chắn không phải chị Hoa Hồng Đen đâu. Ông cũng nghĩ vậy nên ông đến Quá Khế Ngọt hỏi cho ra lẽ. Chị Hoa Hồng Đen nói là không biết gì, nhưng thái độ của cô ta có gì đó
kỳ lạ. Không phải, không phải chị Hoa Hồng Đen đâu mà, chắc chắn là không phải chị ta. Vậy vậy à, còn bình tĩnh là đi đã. Vấn đề là phải tìm cách để diệt con virus, con hiểu không? Đoàn kiểm tra thì không biết bao giờ sẽ đến. Phải chị đến chậm chậm thì hay quá mình ha. Nói gì thì nói, chúng ta phải tìm ra cách để đối phó. Nếu không thì tất cả chúng ta sẽ bị bắt xuống địa ngục đó. Việc chúng ta bị bắt xuống địa ngục không phải là vấn đề chính. Cái chính là cho con người kìa. Suốt thời gian qua, họ đã cho chúng ta những tình cảm tốt đẹp. Họ đã dạy cho chúng ta rất nhiều thứ. Thế mà bây giờ vì chúng ta, họ lại mất đi những tình cảm tốt đẹp như vậy. Cái đó làm cho chúng ta đau đớn hơn. Thôi, ba vô phòng mà ba nghĩ rồi ba suy nghĩ tiếp. Thế còn các con, ai nghĩ đến cái cách nào hay thì nói liền cho ba nghe nhé. Không, không phải như vậy đâu. Chị Hoa Hồng Đen, chị Suri nè, em có nghĩ chị Hoa Hồng Đen làm như vậy không? Không, em rất là tin tưởng chị Hoa Hồng Đen. Chị Hoa Hồng Đen cũng rất quý trọng tình cảm của loài người mà. Chắc chắn chị Hoa Hồng Đen sẽ không làm chuyện đó đâu. Suri, em cũng nghĩ như vậy thiệt đó hả? Dạ. Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ đến chỗ chị Hoa Hồng Đen để hỏi cho rõ ràng. Suri, ngày mai đi học tôi muốn em nhuộm tóc đen lại cho tôi. Không thể nào chấp nhận cái kiểu học sinh đi học mà tóc hai ba bạo vậy được. Nghe chưa? Chị, cô giáo của em cũng bị nhiễm virus ma thuật rồi. Chị Hoa Hồng Đen ơi! Anh Zero! Anh Zero! Chị Hoa Hồng Đen! Đi đâu mất tiêu quá rồi tao? Thì chị! Hả? Chị đâu vậy? Chị đi tìm anh Zero với chị Hoa Hồng Đen chứ đi đâu? Hình như em có cảm giác Suri với Yeye đang gọi tụi mình đó. Không lẽ cái cảm giác tội lỗi đó ám ảnh em, nữa làm cho em ùn tai luôn. Chị, cứ cái kiểu này á, gia đình Suri á tiêu luôn á chị. Cái virus ma thuật quỷ quái thế đó, nó lan nhanh thiệt á, em không ngờ luôn á. Bây giờ chị mà đang ngoài đường nha, thì không còn nhận ra đây là cái thế giới loài người nữa. Nghe chị có chứ? Nó giống như mà cái thời mà ở thế giới thất thực á, thời hỗn loạn nhất á, đó ghê thiệt á. Mà thấy ngộ nha, cái hồi đó ở trên thế giới thất thực á, đánh nhau cãi nhau y xèo vậy đó, em thấy nó bình thường thích bơ à. Mà sao bây giờ ở dưới thế giới là người á, anh sao sao á. Dạ. Mày buồn lắm phải không? Đâu có, em vui chứ. Có gì đâu buồn. Tại vì mình làm đúng chỉ thị của phái ma nữ thì mình phải vui chứ. Cứ như vậy là gia đình Suri bị giam xuống địa ngục cho coi. Rồi quyền lực của thế giới đất thuật sẽ về tại phái ma nữ. Thì có gì đâu buồn vậy. Tại vui chứ. Mày nói thiệt đi. Ở đây chỉ có tao với mày thôi.
Mày buồn lắm phải không? À thì em không hiểu sao á. Em thấy loài người như vậy á, em cảm thấy nó bứt rứt, nó khó chịu làm sao á chị. Tao với mày đều bị nhiễm cái thứ tình cảm của loài người đó. Chị ơi, vậy bây giờ chị với em phải làm sao hả chị? Cho dù gì lý do gì đi nữa, chúng ta đều là những nhà phép thuật của phái ma nữ. Mày nhất định phải hiểu, việc chúng ta thả virus ma thuật vào thế giới loài người là đúng. Nhưng mà... Dì Giang xuống đi. Dì Giang. Thì ra là như vậy sao? Tại sao chị lại đối xử với loài người như vậy? Tại sao chị làm như vậy hả? Chị trả lời tôi nghe đi. Vì ta là phái ma nữ, đơn giản vậy thôi. Nhiệm vụ của ta là phải tiêu diệt cái thứ tình cảm đó và cho cả gia đình nhà cươi phải xuống địa ngục. Đã hiểu chưa? Hoa Hồng Đen, đúng là cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chị vẫn là nguồn của phái ma nữ. Vậy thì ra bấy lâu nay cái thứ tình cảm của chị em chúng ta là giả tạo sao? Tất cả đều là giả sao? Chị trả lời tôi nghe đi. Xin lỗi. Bây giờ mà chị nói tôi lời xin lỗi hả? Tôi đã bị chị lừa. Nhất định tôi sẽ trả mối thù này gấp trăm ngàn lần kìa. Dì Dì, con mới về hả? Dì Dì! Suri! Dì Dì sao vậy? Dạ, chính chị Hoa Hồng Đen đã thả virus ma thuật xuống thế giới loài người. Sao? Hoa Hồng Đen à? Hoa Hồng Đen? Cái gì vậy? Ba, là Hoa Hồng Đen đã rải virus ma thuật đó ba. Là Hoa Hồng Đen sao? Dạ. Dạ, con và chị đã nghe chuyện Hoa Hồng Đen nhanh cho luôn nói chuyện với nhau. Ai à, vậy là về về cho nó sốc lên đi. Nó luôn luôn tin tưởng vào Hoa Hồng Đen kìa mà. Để con lên coi nó sao. À, thôi, tôi để ba nó nói chuyện với nó. Ừ. À, dù chúng ta có buồn gì Hoa Hồng Đen đến đâu chăng nữa thì cách duy nhất chúng ta phải bình tĩnh và tìm ra cái cách để mà tiêu diệt virus ma thuật. Xuống đi, con đi qua nhà Hoàng Lan dắt Học Yến qua đây. Dạ, con biết rồi. Thôi, bà lên đi chị vậy. Tại sao chị Hoa Hồng Đen lại đối xử với chúng ta như vậy chứ? Tại sao chị lại làm như vậy? Chẳng phải suốt thời gian qua chúng ta đã sống với nhau rất vui vẻ sao không? Tại sao chị ta lại làm như vậy chứ? Dì Chi à, ông biết là con đang rất buồn, nhưng chính lúc này con cần phải mạnh mẽ lên. Con người đã mất đi những tình cảm tốt đẹp, chúng ta phải tìm cách giúp họ. Con cố gắng lên. Nhất định con sẽ tìm cách để trả lại tình cảm cho loài người. Nhất định con sẽ làm được mà. Con hãy cố gắng quên chuyện Hoa Hồng Đen đi. Ừ. Rồi tập trung vào chuyện cứu con người. Một thời gian sau con sẽ nguôi ngoai cái nỗi đau này. Cho dù có cứu được con người đi nữa thì nhất định con sẽ không quên nỗi đau này đâu. Hoa Hồng Đen, cô ta đã lừa chúng ta, cô ta đã lừa tất cả mọi người.
Nhất định con sẽ trả mối thù này. Dạ, con chào cô. Qua đây làm cái gì? Dạ, con kiếm Ngọc Yến. Kiếm Ngọc Yến chi? Rảnh quá ha. Tối ngày không có chuyện gì làm hả? Qua đây kiếm Khoan Lán Ngọc Yến hoài vậy? Ngọc Yến, em qua nhà chơi nha. Không, bà đâu có nhà bà chơi. Mẹ, lấy nước ngọt cho con. Tự đi mà lấy. Không, mẹ phải lấy cho con. Ngọc Yến, em qua nhà anh chơi nha. Nhà anh có nước ngọt, rồi anh cho anh bánh nữa. Đi. Không, ba mẹ em vậy. Ngọc Yến, con xin lỗi con. Làm cái gì vậy? Kêu qua đây làm cái gì vậy? Con muốn đi nói cho mọi người biết. Mấy người này nhà biết thật không? Ngọc Yến à, em đợi đã. Kêu qua em tới lắm. Ba, anh sáng phép thuật không tiêu diệt được virus. Chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Chị Chi. Dạ. Tạm thời hãy giữ Ngọc Yến lại. Để ra ngoài Ngọc Yến mà nói chúng ta là nhà phép thuật thì rắc rối lắm đấy.